Nên tinh cần tu học 5 loại mắt, nên tinh cần tu học 6 phép thần thông, nên tinh cần tu học 10 lực Phật, nên tinh cần tu học 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, nên tinh cần tu học pháp không quên mất, nên tinh cần tu học tánh luôn luôn xả, nên tinh cần tu học tất cả pháp môn đà la ni, nên tinh cần tu học tất cả pháp môn tam ma địa, nên tinh cần tu học trí nhất thiết, nên tinh cần tu học trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, như người bắn tên giỏi, có áo mũ bền chắc, cầm cung tên tốt, chẳng sợ oán địch, đại Bồ Tát cũng giống như thế, nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, nhiếp thọ tịnh lự tinh tấn, an nhẫn tịnh giới, bố thí ba la mật đa, nhiếp thọ pháp không nội, nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nhiếp thọ chân như, nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Nhiếp thọ thánh đế khổ, nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ bốn tịnh lự, nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhiếp thọ tám giải thoát, nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, nhiếp thọ bốn niệm trụ, nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nhiếp thọ năm loại mắt, nhiếp thọ sáu phép thần thông, nhiếp thọ 10 lực Phật, nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, nhiếp thọ pháp không quên mất, nhiếp thọ tánh luôn luôn xả, nhiếp thọ tất cả pháp môn đà la ni, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, nhiếp thọ trí nhất thiết, nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Khi nhiếp thọ các công đức như thế, đều lấy bát nhã ba la mật đa làm phương tiện, do nhân duyên này, tất cả ma quân ngoại đạo, các luận thuyết khác đều chẳng thể hàng phục được. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế, thì được chư Phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm,